Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, về già, ai cũng mong muốn mình có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Bởi lúc này, họ không còn đủ sức lao động để tạo đồng tiền. Kèm theo là tật bệnh kéo đến, phải chi tiêu nhiều cho thuốc thang. Nhưng vận số giàu nghèo của mỗi người không biết trước được. Có người lúc trẻ thì thành đạt, của cải đầy đủ, nhưng về già lại nghèo khổ. Còn có người lúc trẻ thì cực khổ, nhưng về già thì sung túc. Trải qua một thời gian dài nghiên cứu, các nhà tướng số đã chỉ ra những dấu hiệu trên cơ thể mỗi người, dự báo là họ sẽ giàu sang trong tương lai, nhất là độ tuổi trung niên trở về sau. Nếu bạn quan tâm đến điều này, thì hãy nghe hết video rồi kiểm định trên cơ thể mình có tướng tài lộc này không nhé. Một, tướng mặt vuông chữ điền. Quý tướng đầu tiên phải kể đến chính là mặt vuông chữ điền. Theo quan điểm của người xưa, mặt vuông chữ điền là khuôn mặt vuông vức, có phần trán cao và rộng. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều cân đối và có sự đối xứng với nhau qua nhân trung đỉnh mũi. Thêm vào đó, người có khuôn mặt chữ điền sẽ có phần xương hàm hơi bảnh, độ dài của cằm gần bằng với độ rộng của trán. Những ai mà sở hữu nét quý tướng này thường sẽ có tính cách rất mạnh mẽ, quyết đoán. Năng lượng sống của họ luôn tràn ngập, vận số cũng tương đối tốt, đặc biệt là thường có số làm quan lớn và có sự nghiệp rộng mở. Do đó, về già, họ có dư giả về tiền bạc. 2. Ấn đường rộng. Tướng tài lộc thứ hai phải nói tới là ấn đường rộng. Phần ấn đường là phần nằm giữa hai đầu lông mày và được coi là một trong những đặc điểm để nhận diện quý tướng ở nam và nữ. Người có phần ấn đường rộng phàm là người rất tự tin. Họ có khả năng phán đoán tốt và luôn có chính kiến riêng của mình. Trong mọi việc, họ luôn biết cách sắp xếp hợp lý, làm việc đâu vào đó. Thêm vào đó, đa số người có ấn đường rộng là những người thẳng thắn, hướng ngoại. Họ còn rất bao dung, rộng lượng, thích giúp đỡ mọi người xung quanh, nên cũng nhận lại nhiều sự yêu thương. Người có nét quý tướng của đàn ông này chắc chắn không sợ khổ. Họ cũng không ngại khó khăn. Chỉ cần có mục tiêu là sẽ cố gắng hoàn thành tới cùng, không bao giờ chịu lùi bước. 3. Tướng thiên thương sáng. Trên khuôn mặt của chúng ta, phần thiên thương chính là phần nằm ở vị trí đuôi lông mày và đuôi mắt. Người có tướng thiên thương tốt là phải dày mà bằng, khí sắc cũng phải hồng hào, không bị khuyết hãm. Những ai có phần thiên thương đầy đặn là dấu hiệu cho thấy sự hoàn thiện về tâm sinh lý. Họ luôn xử lý công việc một cách thận trọng, cẩn thận nhất. Ngoài ra, họ còn biết cách quản lý tài chính chặt chẽ, kế hoạch chi tiêu cũng được lên rõ ràng, nên thường chúng ta sẽ thấy họ không phải suy nghĩ quá nhiều về kinh tế. Nhờ tính lo xa, nên về già, người này chắc chắn không thiếu thốn tiền của. Ngược lại, họ có dư giả để làm việc thiện và để lại cho con cháu. 4. Tướng mũi đầy đặn. Để nói về tướng tài lộc, thì không thể bỏ qua tướng mũi đầy đặn. Theo nhân tướng học, mũi là bộ phận giúp nhận biết tài vận và quan vận của mỗi người rõ nhất. Chính vì vậy, khi đánh giá tài vận của ai đó, người ta thường nhìn vào tướng mũi đầu tiên. Người sở hữu tướng mũi đẹp là khi phần đầu mũi có thịt, hai bên cánh mũi phải đầy đặn và sống mũi thẳng, khá cao. Người có tướng mũi đẹp là những người luôn dồi dào tài khí.
cuộc sống của họ sẽ vô cùng sung túc, không phải lo đến cái ăn cái mặc. Vì tiền bạc, họ có thể kiếm được nhiều như nước, nên cuộc sống cũng vô cùng phóng khoáng. Người sở hữu sống mũi thẳng, dài vượt ấn đường, thường rất ít. Mũi cũng là cung thổ, liên quan đến vấn đề đất đai, nhà cửa. Tướng mũi đẹp là cung điền trạch vượng. Cũng ví như Phạm Nhật Vượng, với sự thành công trong việc kinh doanh nhà đất, cũng đủ biết cung tài lộc và cung điền trạch của ông đẹp tới mức nào. Tuy nhiên, xem mũi còn phải kết hợp với xem đường thái dương và các gò trong lòng bàn tay của đàn ông. Nếu người nào sở hữu mũi đẹp nhưng đường thái dương lại ngắn và hai gò dưới ngón út và ngón áp út không đầy, không sáng, thì cũng không phải là người có cung tài lộc đẹp. Mũi đẹp trong trường hợp này có thể đã nhờ đến biện pháp giao kéo tạo nên. Ngược lại, mặc dù mũi cao và thẳng, nhưng nếu lỗ mũi bên to bên nhỏ, hoặc cánh mũi hai bên không đều nhau, lại là dấu hiệu cho thấy người đàn ông đó không có duyên trong những khoản kiếm thêm. Chính tài có thể khá, nhưng phụ tài thì lại kém, ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc. 5. Tướng hai cằm. Ngoài khuôn mặt, mũi, thì cằm cũng là bộ phận được đánh giá là dấu hiệu nhận ra quý tướng của một người. Cằm được coi là đẹp khi tròn trịa, đầy đặn, vuông vức, hơi nhô ra hướng lên mũi. Nếu chàng trai nào sở hữu tướng cằm này, chắc chắn là người có của cải, phúc thọ, về già thường sẽ viên mãn, sung túc. Ngược lại, nếu cằm gãy, lệch hoặc cằm bị lõm khuyết hay bất cứ điểm nào khiến cho cằm không đạt được các điểm đẹp đã nói ở trên, thì được coi là cằm xấu, báo hiệu vận mệnh chủ nhân không được mấy tốt đẹp. Những nhận định chung được đưa ra bởi các chuyên gia tướng mệnh về người có gương mặt hai cằm, hai cằm hai ngấn là họ sẽ có tính khá hiền hòa, cởi mở. Khi làm việc, họ cũng ít có tính so đo, tính toán thiệt hơn, không để bụng quá lâu và là người bao dung, rộng lượng. Họ là những người phóng khoáng, biết cảm thông, chia sẻ và tha thứ. Những người có tướng hai cằm thường có vận kiếm tiền ngoài luồng, tức là họ dễ thành công, thu được những khoản lời khi đầu tư vào kinh doanh. Nhờ vậy, khi về già, cuộc sống của họ sẽ được phú quý, an nhàn. Đánh giá chung trong hầu hết các tài liệu ghi chép đều cho rằng tướng hai cằm là tướng cằm tốt. Cho nên, phụ nữ có tướng hai cằm chớ vội sửa thành tướng cằm vi lai, sẽ dễ bị mất lộc nhé. 6. Tướng tai dày và đều đặn. Theo nhân diện học, tai là bộ phận tượng trưng cho phúc khí và tài vận của con người. Những người sở hữu tướng tai tốt thì vận mệnh cũng sẽ tốt đẹp và thường được hưởng nhiều phúc khí. Một cách đơn giản để nhận biết tướng tai tốt là phần dái tai dày dặn, chắc nịch, tròn và có thịt. Chủ nhân sở hữu kiểu tai này luôn được gặp may mắn về tài vận, đặc biệt là may mắn ở những khoản tài chính phụ bên ngoài, ngoài công việc chính. 7. Tướng cổ nảy nở, tròn đầy, cứng mạnh. Theo quan điểm của người Á Đông, thì phần cổ là thiên trụ, tức là cây cột chống đỡ cho toàn bộ cơ thể chúng ta. Vậy nên, cổ dài hay cổ ngắn sẽ tùy thuộc vào cơ thể bạn béo hay gầy, nhỏ hay lớn, cũng phụ thuộc vào người cao hay thấp. Xét một cách tổng quát, thì những ai có phần cổ nảy nở, tròn đầy, cứng mạnh là người có tướng tốt. Họ là những người dễ có được phú quý, thọ trường khi về già. Ngược lại, những người có phần cổ mảnh xẻ, nghiêng lệch,
lại khá yếu đuối. Người mập thì phần cổ không nên quá dài, người gầy thì cổ lại không được quá ngắn. Nếu ngược lại với nguyên tắc này thì người đó sẽ gặp nhiều điều không may. Những người có phần cổ tròn da trắng, xương cổ không lộ ra là người có tướng giàu sang. Còn cổ tròn dạ dày như cổ gà, có nhiều lằn tròn thì là người thông minh và tài trí. Vai và lưng đều khuôn phía sau cổ như nâng đỡ là người có tướng phát quan. Nếu chàng trai nào có phần cổ như hướng về phía trước nhưng không được quá lộ liễu thì là người có tính nết hòa ái phong nhã. Đặc biệt nếu cổ mập và cả đầu tương xứng với nhau như chim yến thì chắc chắn đó là người có tướng đại phú quý. Cho nên nếu bạn sở hữu tướng cổ này thì về già chẳng phải lo gì, tiền bạc sẽ tự đến do con cháu cung phụng. 8. Tướng eo hơi hóp về sau. Khi xem về quý tướng, người ta cũng thường để ý đến tướng mạo về eo lưng, bởi người ta quan niệm rằng eo lưng của con người như núi của bụng, là vật để dựa vào. Phía trước của eo lưng là phần bụng, nên chúng có liên quan mật thiết với nhau. Trong sách Thần Tướng Toàn Biên cũng viết rằng eo lưng là thành quách của bụng, mọi sự an nguy của bụng đều dựa vào eo lưng cả. Bởi vậy trong tướng học, người nào có phần eo lưng tròn trịa, ngay thẳng, rộng, dày thì là những người có phúc lộc lúc về già. Ngược lại, nếu phần eo lưng hẹp, lép, mảnh mai thì họ thường sẽ là những người đa thành, đa bại, thân thể suy nhược. Phần eo lưng rộng rãi, bằng phẳng, tương xứng với phần mông là tướng tốt nhất, trường thọ, sống lâu. Đối với đàn ông, tối kỵ nhất là eo thắt đáy lưng ong. Vì nếu như vậy thì thường tính cách của họ sẽ khá keo kiệt, bủn xỉn và tính toán thiệt hơn nhiều. 9. Tai to mặt lớn. Không chỉ cần có dái tai dày mà quý tướng của một người còn phụ thuộc vào hình dáng tai to dài. Những người có tai vừa to vừa dày được coi là tai Phật, là người sống thọ được hưởng phú quý đến hết tuổi già. Nếu đặc điểm này kết hợp với khuôn mặt lớn nữa thì chắc chắn người này sẽ là tướng làm quan to, cả họ được nhờ. Đây đích thị là tướng phú quý mà ai cũng muốn có. 10. Bàn tay to. Quý tướng cuối cùng dự báo tương lai họ sẽ hưởng phước tài lộc là sở hữu bàn tay to. Họ là người có quý nhân phù trợ, đặc biệt là rất bản lĩnh. Những người này luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân và dốc hết sức vì gia đình của mình. Họ biết cách chăm lo cho cuộc sống của vợ con, là người bản lĩnh, được nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Hơn thế nữa, đàn ông tay to còn biểu hiện là người biết làm mọi việc trên đôi tay của mình, không sợ khó, không sợ khổ. Họ biết cách kiếm tiền làm giàu cho bản thân, gia đình mình và cũng không quên những người đã luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ. Tương lai chắc chắn giữ vị trí quan trọng nên việc giàu có chỉ là chuyện sớm muộn. Bạn thân mến, trên đây là 10 tướng tài lộc được các nhà nhân tướng học nghiên cứu và kết luận. Tuy nhiên, vận mệnh giàu sang của một người còn phụ thuộc vào cách người đó có chí thú làm ăn và biết dành dìm cho tương lai không. Bởi lẽ quý tướng là điều kiện thuận lợi để bạn phát tài nhanh hơn người khác. Nhưng nếu ỷ lại mà biếng nhác thì vận mệnh lúc về già khó mà sang giàu được. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng.
chúc quý khán giả sẽ hiểu thêm về tướng số của mình để biết nắm giữ vận mệnh phú quý của mình. Bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.